Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 1 tập 2 kết nối tri thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 12. Bài số 1. Một bó này là 10 ha, 10 hay còn gọi là một chục. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, số 4 và hai đơn vị là 42. 42 gồm là bốn chục và hai đơn vị. Bài B. Một chục, hai chục, ba chục là số 3. Và đây là 6. 6 là 36. Gồm là 30 này, 30 này và con số sau là 6, 6 đơn vị. Bài B. Xong qua câu C. 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, số 5. Và bao nhiêu đơn vị đây đếm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Như vậy gồm là 50 và 9 đơn vị. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, 6 cái lẻ nữa. Gồm là 60 và 6 đơn vị. Bài số 2. Số 57 gồm là 50 ta cộng 7, 50 ta cộng 7 là bằng 57. 57 gồm là 50 và 7 đơn vị. Bài này là 64 gồm là 60 và cái này là 4 đơn vị. Có nghĩa ta lấy 60 ta cộng 4 là bằng 64. Như vậy chỗ này là 64 gồm là 60 và 4 đơn vị. Chúng ta qua bài số 3. Tìm hình thích hợp với con chim cánh cụt và ô chữ. Người ta là làm mẫu cho mình một cái rồi đây. Con này là 21. 21. Thì chúng ta đếm trên này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này là 10. 10. 10 là 1 chục, 1 chục, 2 chục, 4 1 là 21. Rồi con này là 15. Nó nấu vào đây. Đây là 15. Đây là 1 chục này. Và 5 đơn vị này, 5 đơn vị. Thì con này chúng ta sẽ nấu vào đây. 28. Đây 28 đây. Nấu vào đây. 28 là chúng ta sẽ có 2 chục và 8, 8 đơn vị. 1 chục, 2 chục và cái này là 8 đơn vị. Được. Cái này vào đây. Đây, con số ở trên này đây. 36. Vậy gồm là 1 chục, 2 chục, 3 chục và đây là 6. 6 cái lẻ là 6 đơn vị. Nấu vào đây. Vậy là đủ rồi đúng không? Chúng ta qua bài số 4. Quan sát tranh. Câu A. Tìm các số có một chữ số. Số nào có một chữ số đây? Đây số 1 nè, số 8 nè và số 2 nè. Đây là số này số có một chữ số nào. Số 1, số 8, số 2 là số có một chữ số. Tìm các số trồng chục. Trồng chục trong này thì có là 30 và 50. 30 và 50. Thầy nhắc lại nè. Tìm các số có một chữ số. Như số 1 này có một chữ này. Số 8 này cũng có một chữ này. Số 2 này cũng có một chữ này. Còn ví dụ như con 55. Số 5 là một số này. Một chữ số này. Số 5 tiếp theo là hai chữ số này. Ví dụ như con 44 cũng vậy. Hai số 4 con này là số 3 và số 0. Như vậy là số 3 là 1, số 0 là 2. Cái này cũng là hai chữ số. Đó. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.